Ok, hello, xin chào anh em nhá. Chào mừng thấy anh em đã quay trở lại với channel của mình. Đó là mình Mosu đây. Hôm nay tiếp tục quay trở lại với series video hướng dẫn build team của tự game thiếu niên danh tướng Ba Quy. Đấy, thì mình sẽ hướng dẫn anh em build team thục nhá. Ok, bản Việt Nam thì mình không có áp thục nên là mình chỉ chơi mỗi ngụy thôi nên là cũng hơi khó cho mình. Bên bản với lại cũng không mượn được áp thục nữa. Đấy, mình chỉ còn team thục với team ngô nên là video sau thì anh em nào có team ngô thì có thể inbox cho mình mượn nhá. Đấy. Hôm nay thì nói chung mà được ác Trung Quốc thì ác này đang ở bên team thục nên là mình sẽ sắp cho mọi người sẽ chia sẻ luôn cho mọi người chính ác ở bên Trung Quốc luôn. Ok, với team thục thì chúng ta có thể dễ dàng setup một cái đội hình ngay từ lúc đầu game mà nó gọi là ổn áp một chút. Với Hoàng Trung, với Hoàng Trung là một tướng gây sát thương hàng sau, gây sát thương hàng sau xa nhất. Đây là một trong những con tướng mà dùng để PK cực kỳ ngon trong cái giai đoạn đầu game. Sách team thục mà đi chỏ nhau thì cực kỳ tốt luôn. Sách tướng là trong team thục thì PK với các team khác thì cực kỳ hay. Nhưng mà cái vấn đề đó là nếu như dùng Hoàng Trung ấy, chúng ta sẽ phải cần Hoàng Trung hoặc Đam chính ấy, thì chúng ta sẽ phải chỉ có sự lựa chọn giữa một tướng SS, SS làm tanker, chứ không thể nào tiếp tục sử dụng thêm một tướng S nữa làm gọi là tanh ở trong team được. Ví dụ như các bạn có thể dùng Ngụy Diên hay là Mã Siêu. Đấy, thật ra hai con tướng này thì mình đánh giá cao con Ngụy Diên này hơn rất là nhiều. Nhưng mà đội hình của các bạn đã có quá là nhiều S rồi. Đã có Hoàng Trung rồi, có Hoàng Nhật Anh rồi. Xong rồi lại còn phải thêm một con tướng S nữa thì team của bạn rất là dày. Mà sau này bỏ nhỡ lên cộng cao một chút bỏ đi nó cũng khổ. Nên là các bạn có thể dùng tạm con Trương Phi này giúp mình. Dùng tạm con Trương Phi. Chứ không dùng Khương Duy nhá. Dùng tạm con Trương Phi làm tanh. Đi với con Hoàng Trung. Còn nếu như anh em nào mà không muốn Hoàng Trung mà còn nếu anh em nào mà build đầy đủ team ấy thì các bạn có thể thêm bằng thống, có thể thêm bằng thống vào trong team này. Đấy, nhiều anh em sẽ lấn cấn con Khương Duy. Cá nhân mình thấy con Khương Duy này cũng là một vị tướng ổn áp. Đấy, cũng nói chung là có sát thương, dùng làm đam chính vẫn được. Nhưng mà cái vấn đề của con Trương Phi này là nó phải đi với một cái team khác. Team khác cái team này nếu như anh em muốn chuyển. Còn là mình đang hướng anh em theo một cái đội hình khác. Bởi vì sao? Chúng ta có rất là nhiều sự lựa chọn về sau này. Đấy. Không phải tất cả các team đều bắt buộc phải sở hữu SSS trong team. Đấy. Và cũng không phải ai có thể nuôi được SSS lên cao. Đối với team thục ấy thì Quan Vũ là một con tướng rất là hay, nó rất là mạnh luôn, nó rất là mạnh. Không như team ngô phải lên cộng cao nó mới ổn áp và hiệu quả thực sự. Nói chung là team ngô thì nó là team thượng thừa khi mà lên cao rồi. Nhưng mà team thục này với Quan Vũ chỉ cỡ khoảng tầm cộng 5, cộng 6 là nó thực sự là bá đạo rồi. Nhưng mà cỡ thì mình nói thật cộng 5, cộng 6 là cũng vất vả lắm rồi. Nhưng mà Quan Vũ trước cộng 8 ấy, trước cộng 8 ấy, so với một số vị tướng đam khác của team thục ấy, ví dụ như là SSS, SS cộng của team thục như là con Lưu Bị đi chẳng hạn, là nó có sự chênh lệch rất là nhiều. Lưu Bị dễ dàng cộng cao hơn Quan Vũ rất nhiều. Và dễ dàng cộng 8 của Quan Vũ là điều mình cũng chắc chắn luôn. Đấy, mà lúc cỡ này của Lưu Bị thì lại cực kỳ hay luôn. Nên là nếu như anh em nào dùng được Lưu Bị ấy thì vui lòng setup cho mình cái đội hình giữa Hoàng Trung, Trương Phi, Hoàng Nguyệt Anh và con Bàng Thống. Đấy, đội hình này sẽ ổn áp. Tại vì sao? Cái thứ nhất mà nó ổn là Hoàng Trung ấy, nó có một bộ bảo vật chung với con Lưu Bị thì anh em có thể lắp bảo vật của nó sớm luôn, lắp bảo vật của nó sớm luôn, lắp bảo vật của nó sớm. Trương Phi thì chung bảo vật với Triệu Vân, mình nhớ không nhầm, hình như vậy luôn. Trương Phi thì chung bảo vật với Triệu Vân. Đấy, thế là chúng ta sẽ dễ dàng build bảo vật cho hai con tướng này, dùng được cái đội hình này thêm một thời gian nữa, có thể dùng thêm một thời gian nữa. Nhưng mà thực ra nói đi nó cũng phải nói lại, nó vẫn có cái vấn đề. Đó là nếu như sử dụng Hoàng Trung mà không dùng con Khương Duy ấy thì khả năng đi map của các bạn sẽ rất là kém. Đó là một trong những cái yếu điểm cực kỳ khổ đến từ team thục. Đấy, con Khương Duy đầu game là con tướng giúp cho team thục đi map ổn áp nhất. Nên là nếu như các bạn muốn đi map ổn hơn thì các bạn có thể dùng Khương Duy. Đấy, nhưng mà dùng Khương Duy thì sau này cái bộ đi cùng với Khương Duy thì các bạn sẽ phải không up bảo vật của nó. Đấy, và sẽ phải chuyển team rất sớm, chuyển team rất là sớm. Con Khương Duy này có bảo vật chung với con Quan Vũ thôi, nên là cái đấy thì tiện cho anh em nào lên con Quan Vũ. Đấy, còn không thì tốt nhất là không lên con Khương Duy nhiều. Tiếp tục với đội hình lên cao một chút. Đội hình lên cao một chút, các bạn có thể thay Triệu Vân, lấy Triệu Vân sớm làm tanh để thay con Trương Phi ra.
Thật ra con trương phi này thì mình nói thật, tanh của nó cũng vớt vả vẩn mà không ăn không ổn, không ăn thua nhiều lắm. Đây chúng ta sẽ có Triệu Vân hợp kích với Khương Duy luôn, nhưng mà với Khương Duy làm chính thôi. Đó, Triệu Vân là một tướng tanh cơ, phải gọi là ổn thôi, ổn của team Thục. So với các nước khác thì nó lại không phải là vị tướng ổn áp lắm, nghĩa là so với các nước khác nó hơi thiệt thòi một chút. Bởi vì khả năng trị liệu của con Triệu Vân này mà lúc đầu thì nó hơi toang, hình như là không có, lên hình như phải tầm cộng 8. Cộng 8 thì mới có bút máu thì phải. Cộng 8 thì mới có bút máu, nhớ mang máng là vậy. Đấy, căn bản định mệnh không ở bản Việt Nam khổ vậy không? Không đọc được kỹ năng của tướng. Không nhớ nó là tầm cộng mấy, hình như tôi nhớ là tầm cộng 8 nó mới có hồi máu. Đấy, thì nó hơi bất lợi một chút bởi vì tanh cơ mà thiếu đi hồi máu thì mình nó thật là gãy lắm. Mặc dù là cũng có choáng, cũng có hất tung đầy đủ nhưng mà không có hồi không 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 có gọi là tự trị thì rất là khó để có thể giúp cho con tanker này nó hoàn thiện được. Nhưng mà không sao, dù gì nữa là Triệu Vân vẫn là một vị tướng tanh ok của team Thục rồi. Lên cao một chút nữa, khi mà nói chung là một đội hình mà mình sẽ hướng dẫn mọi người một đội hình mà không sử dụng những quan vũ đi cho nó dễ. Nói chung là game này ấy, các bạn có build tiết kiệm như thế nào, build bỏ tướng ra làm sao ấy, thì một là đội hình phải có SSS, mà đã không chơi SSS thì phải chơi hai SSS cộng. Còn các anh em đừng có nghĩ đến cái việc ép những cái con tướng SS lên làm chủ lực, mình nói thật không ăn thua, không ăn thua một tí nào. Càng lên cao các bạn càng gãy, mình cũng chẳng cần phải nói là cao, chắc độ khoảng tầm 20 ngày hoặc 1 tháng là anh em gãy rồi so với các ác khác ở trong server rồi. Đấy, nên là chắc chắn còn phải có hai định hướng, một là dùng hai SS cộng cộng với SSS, hai ấy là dùng một SS cộng một SSS, còn ba là dùng hai con SSS làm chủ lực. Thì ok, một SS cộng mình đã nói là Triệu Vân rồi, còn lại chắc chắn phải là Lưu Bị thôi. Nói chung ấy là con Viên Thiệu ở team quần ấy nó khủng khiếp như thế nào ấy thì con Lưu Bị ở team Thục nó cũng khủng khiếp y như vậy. Cái phân thân của con cái gọi là tạt ảnh đi cái tạt ảnh của con Lưu Bị này nó là một thứ gì đó rất là ám ảnh và đáng sợ. Khi mà lên lên càng cao nó càng đáng sợ, cỡ cộng 10 nhớ nhầm mà thêm sát thương. Nói chung là đáng, nó liên tục gây sát thương và tướng có lượng máu thấp nhất nên là rất là kinh, rất là kinh. Đấy, với Lưu Bị thì chúng ta có thể nhét vào, khi các bạn có thể, mình nghĩ là Hoàng Trung ấy dùng cũng được, mà Lưu Bị thì nó cũng có cái bộ kỹ năng đánh về tướng hàng sau, cũng có thể khả năng cao đánh về tướng hàng sau. Nên là nếu như các bạn có cỡ Lưu Bị tầm cộng 4 cái, các bạn có thể thay vào luôn. Mình chắc chắn tầm đấy thì Hoàng Trung nó cũng không lên đến cỡ cộng 7 cộng 8 đâu. Đấy, Lưu Bị cộng 4 thì các bạn cho vào, bắt đầu các bạn đổi chiều up hai con SS cộng giúp mình. Đấy, đã có Lưu Bị thì chắc chắn đội hình của bạn phải có bằng thống rồi. Đấy, mình đấy là cái đấy mình chắc chắn luôn, bởi vì bằng thống nó có hợp kích với Lưu Bị. Ngoài ra bằng thống là một trong những con tướng support gần như là hay nhất cái tựa game này, mà các bạn không thể nào mà không sử dụng. Một con tướng mà bút máu có này, bút nộ có này, bút né có đấy, thì mình nói thật, ông nào mà không dùng bảng thống thì mệnh toang mẽ tìm thục luôn. Kể cả các bạn dùng quan vũ đi nữa thì vẫn dùng bảng thống được trong cái đội hình này, nó thay thế cho tướng bút cực kỳ hiệu quả luôn. Đấy, nên là đội hình này các bạn có thể thay con bảng thống vào vị trí của bút, hoặc là dùng cả bút luôn. Đấy, dùng cả bút luôn, đấy là với đội hình không dùng SSS. Đấy, còn nếu như có quan vũ thì sao, có quan vũ ở đội hình này nữa thì mình nói thật là nó cũng hơi vất vả, không phải ai cũng có thể áp được từng đấy tướng vào trong một team toàn tướng nặng. Cái cỡ này thì phải lên cao cao một chút, thì khi mà các con tướng tiếp theo được update rồi ấy, thì những cái con tướng như kiểu quan vũ này nó sẽ được thả lỏng ra để cho mọi người dễ kiếm hơn ấy. Và lúc đấy thì các tướng SS cộng các bạn cũng cộng cao và có thể là mắc rồi ấy, thì nó dễ dàng hơn. Ý là mình là mắc sao chứ còn mắc cộng thì cũng hơi mệt đó. Cỡ đấy, thật ra là mắc cộng của tướng nó chỉ lên cỡ khoảng tầm cộng 10 thôi. Nó chỉ lên cỡ cộng 10 sẽ kích hoạt những cái gọi là talent chuẩn nhất, những cái talent chuẩn nhất của tướng mà cần phải có. Còn cỡ đổ lên trên nữa thì nó chỉ là những cái gọi là hiệu ứng toàn team thôi. Thì cái đấy nó không phải là cái thứ gọi là bắt buộc là phải có. Tất nhiên là có thì các bạn sẽ mạnh hơn, nhưng mà cái đấy không phải bắt buộc phải có của một tướng. Chất tướng chỉ có cộng 4 này, cộng 8 này, 6 và 10. Đấy là các cái mốc chính thôi. Đấy. Rồi, với đội hình mà có bút bút xịn, có lưu, có đam đam ngon, có bút xịn đấy, tanh ok rồi thì mọi thứ là cực kỳ hoàn hảo cho team Thục, để các bạn có thể vừa đi map được mà vừa PK được.
Đấy, thật ra là nói đi map thì vậy thôi, nhưng mà nếu như các bạn xét map so với các nước khác ấy, thì mình nói thật là vẫn thiệt rất là nhiều. Nhưng mà riêng khoản PK này chắc chắn sẽ không làm các bạn thất vọng với cái đội hình này. Đấy, đặc biệt là có Lưu Bị ở trong tay. Lưu Bị là một thứ gì đó ám ảnh thực sự luôn. Với các vị tướng mà gọi là tướng, đặc biệt là tướng công, đặc biệt là tướng đam chính của team. Đấy, chỉ cần mất một chút máu mà lọt vào mắt xanh của nó thì mẹ toàn. Nó chọc cho thì cần cho thì sống dở chết dở luôn. Ok, nói chung là mình nói chung một cái khung up team gì ấy, quay đi quẩn lại nó cũng sẽ xoay quanh mấy con tướng S cộng cả thôi à. Đấy, các bạn có thể thừa thiếu cái gì quay đi quẩn lại nó sẽ về mấy con tướng này hết. Nên là mình thấy việc build tướng cũng đâu có khó lắm đâu. Chỉ có lúc đầu là các bạn băn khoăn chọn những tướng nào thôi. Như mình nói rồi, nếu như dùng Khương Duy thì các bạn có thể dùng một hai con tanh ở bên dưới. Đấy, còn nếu như các bạn dùng Hoàng Trung thì các bạn sẽ dùng một sẽ dùng con Trương Phi làm tanh cơ sẽ dễ dàng hơn. Đấy, còn bây giờ sẽ đến đồ nhá. Sẽ đồ lạc đi. Đồ lạc đi. Còn với ngựa thì sao? Với ác này thì các bạn có thấy là ác này nó dùng chiếu dạ. Đấy, ác này dùng chiếu dạ. Với Lưu Bị dùng chiếu dạ thì nó cái bộ ngựa chiếu dạ với lại là phi điện thì nó sẽ tăng 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 cái chỉ số về sau là tấn công. Thì thường thường nó sẽ là xét cho những vị tướng mà là tướng công thiên đam là chủ yếu đúng không nào? Nhưng mà thật ra với cá nhân mình suy nghĩ ấy, Lưu Bị là một trong những vị tướng đam mà có thể dễ bởi vì nó có sẵn bạo kích trên người, mặc dù tỷ lệ bạo kích của nó không phải là thượng thừa gì cả, nhưng mà nó có sẵn bạo kích từ rất là sớm. Nên là những con tướng như kiểu Lưu Bị ấy thì mình nghĩ là có thể dùng ngựa rất là đa dạng. Ngoài con chiếu dạ và phi điện thì Ô Vân cũng là một trong những con ngựa mà sẽ giúp cho con Lưu Bị nó chắc kèo hơn trong PK. Dù gì thì hai con ngựa công ấy là hai con ngựa luôn luôn mang theo cái chỉ số hên xui. Mà cái đó là cái mình không thích lắm. Thì nếu như sở hữu một cái kỹ năng giúp cho con Lưu Bị nó chắc kèo hơn trong cái việc PK ấy, thì nó sẽ hiệu quả hơn. Mặc dù là Ô Vân thì nó sẽ tăng HP, nó sẽ thiên về cho tướng tanh nhiều hơn. Nhưng mà cá nhân mình nghĩ ấy, không nhất thiết cứ phải là tăng HP thì chúng ta không được dùng người cho chúng ta. Đó. Thì tất nhiên là nếu như dùng những vị tướng kia, dùng những con ngựa kia ấy, thì sẽ giúp cho con sẽ giúp sát thương của Lưu Bị nó nhiều hơn. Ok, mình đồng ý. Nhưng mà tại chúng ta vẫn có thể sử dụng một con ngựa tăng HP để giúp cho khả năng chống chịu của tướng của ta tốt hơn. Và Ô Vân cũng là một trong những điều mình nghĩ là anh em có thể sử dụng nếu như anh em muốn tìm một cái giải pháp đó PK nó chắc chắn. Đó, thì mọi người có thể dùng Ô Vân cho con Lưu Bị, không thì có thể sử dụng chiếu dạ. Chiếu chiếu dạ cho Lưu Bị cũng được. Nói chung là đã dùng chiếu dạ cho Lưu Bị thì Triệu Vân chắc chắn là phải dùng Ô Vân rồi. Đấy, phải dùng Ô Vân rồi bởi vì hai con ngựa này ít ra nó còn có duyên với nhau. Còn có duyên chúng ta có thể kích duyên được. Còn với tướng Tinh thì sao? Còn với tướng Tinh thì sao? Đây, chúng ta có thể thấy rõ ràng là tướng tinh của Lưu Bị có sẵn cũng có rất là nhiều. Đấy, chúng ta có thể đây, chúng ta có thể thấy là cái tướng tinh của Tuấn Úc, đấy, tướng tinh của Tuấn Úc là tướng tinh đã là chỉ định cho Lưu Bị rồi, thì chắc chắn chúng ta sẽ phải lấy. Đây là những cái tướng tinh lúc đầu mà chúng ta sở hữu dễ dàng sở hữu ở trong game nhất, trừ cái tướng tinh đổng trác ra. Đấy, trừ cái tướng tinh đổng trác ra thì những cái tướng tinh còn lại là những tướng tinh dễ dàng chúng ta có thể sở hữu ở trong việc đấu giá. Đấy, ít nhất chúng ta có hai cái tướng tinh thì tướng tinh chỉ định cho con Lưu Bị rồi, thì chắc chắn chúng ta phải lấy để cho nó ngắm lấy cho nó đầu tiên. Còn với Triệu Vân thì sao? Tướng tinh của Triệu Vân anh em có thấy đây có Hoàng Trung và con Quách Gia. Đấy, con Quách Gia thật ra là con Triệu Vân này có một cái tướng tinh nữa phải lấy cho nó ưu tiên lấy nó đầu tiên đấy, mà dễ dàng lấy hơn đấy, lấy trong đấu giá quân quân đoàn đấy, đấy là tướng tinh Triệu Vân. Đó. Tướng tinh Triệu Vân thì sẽ giúp cho các cái hiệu ứng khống chế đấy, sẽ rất bổ trợ nhiều cho các tướng có hiệu ứng khống chế. Thì nói chung là cái tướng tinh Triệu Vân ấy, là cái tướng tinh dùng phổ biến nhất cho tất cả những tướng tanh SS cộng của tất cả các nước luôn. Đấy, bởi vì tướng tinh là tướng tinh dùng cho tất cả các tướng. Đấy, nói chung là dùng cho Lưu Bị thì chắc chắn là nó không hợp lý một chút nào rồi, nhưng mà dùng cho Triệu Vân thì là ổn áp nhất. Ổn áp nhất kiếm tướng tinh Triệu Vân cho nó đầu tiên, tức là kiếm cho nó đầu tiên để tăng khả năng hồi phục cho con Triệu Vân, bởi vì dù sao Triệu Vân cộng cao thì nó mới có hồi phục, mình nói với các bạn rồi. Đấy, cái bộ như ác này thì anh em cũng có thể thấy là Bill Lưu Bị và Triệu Vân là chủ yếu. Quan Vũ thì là con tướng tích sau này thôi, con tướng là Lưu Bị là con tướng tích Quan Vũ là con tướng tích sau này thôi, thì không phải ai cũng có thể
bởi vì game nó mới ra mà, nên là việc kiếm một tướng SSS rất là khó và rất là đắt đỏ, nên là không phải ai cũng có thể up đồng loạt ba tướng này lên lên cùng cùng bậc với nhau được, chưa tính là cộng sao, chính vì vậy nên là việc các bạn cứ dồn trước cho mình hai tướng SSS cộng thì sau này các bạn có dư giả điều kiện ra để up con SSS đối với nó cũng thoải mái và nó cũng dễ dàng cho mọi người rất là nhiều đó. Còn bằng thống thì sao, mình đã nói rồi, bằng thống một con tướng không thể thiếu rồi, chắc chắn là không không thể nào thiếu được rồi. Thế ra các bạn chắc chắn là phải dùng nó giúp mình. Đấy, một con tướng support như thế này thì cực kỳ ổn áp luôn, hỗ trợ cho team rất là nhiều, vừa có sát thương mà vừa support thay, chả có gì mà các bạn lại có thể bỏ qua được. Trong khi dùng lưu bị chính ngay từ đầu thì việc bút thêm hợp kích để tăng thêm cái lượng sát thương, đặc biệt là cho cái ảo ảnh đấy, là cho cái ảo ảnh của lưu bị là cái cực kỳ hay rồi. Cái ảo ảnh đấy mà định mạnh một tướng hàng hàng sau mà yếu máu thì thôi rồi, nhìn nó chỉ có đái vào máu thôi đấy. Ok, nói chung là sơ qua về cái đội hình như vậy. Đây, như team này thì các bạn nếu như không dùng Quan Vũ ấy, thì các bạn có thể build một cái khung như này mà có thể để chống rõ của Quan Vũ cũng được. Hoặc nếu như thêm vào ấy thì các bạn có thể thêm tướng bút máu. Có thể thêm tướng bút máu. Một là tướng bút bởi vì nó là tướng S, nó sẽ dễ dàng hơn. Hai ấy, là các bạn có thể tiếp tục dùng một vị tướng đao, ví dụ như con Hoàng Trung ấy. Thật ra là nó cũng hơi để một chút, bởi vì Hoàng Trung nó gây sát thương cho vị tướng hàng sau đứng sau cùng, và khả năng cao một là bút mà hai đó là tướng đam, thì cái việc gây sát thương của Hoàng Trung sẽ làm cho máu của nó tụt đi rất là nhiều, và khi máu tụt rất là nhiều thì sẽ tiện cho cái việc ảo ảnh của Lưu Bị nó nhảy vào vị trí đó, diện được con tướng hàng sau thì coi như con tanker cũng coi như là bỏ rồi đấy. Tanker mình nói thật, trước giờ chơi game toàn thế mà trâu đánh đầu cũng chết thôi cộng ạ, trâu mà không có tanh hỗ trợ thì cũng dễ toang lắm. Cái vấn đề build zone thì nhiều ông gặp thì kiểu như sợ mấy con tướng như kiểu Hạo Đôn mà gặp team build zone ấy, nó trâu quá, không ăn thua nhiều đâu. Càng lên cao có khoảng tầm cộng 8 của Lưu Bị là anh em thấy khác biệt cực kỳ nhiều rồi. Đấy. Ok, tướng tinh rồi, ngựa rồi, có lẽ là như vậy là đầy đủ cho một con tướng có thể đa. Một video mà có lẽ là yêu ái cho Lưu Bị khá là nhiều bởi vì thật sự mình phải nói luôn, Lưu Bị là một tướng rất là mạnh của team thủ. Một tướng tam cực kỳ khủng khiếp và định mệnh nó cũng ung thư không khác gì với Tuấn Úc, như kiểu Tuấn Úc anh em gặp đầu game đâu. Đấy. Ok, chung là video này mình xin phép kết thúc ở đây thôi. Chung là có cái gì thiếu thì anh em cứ hỏi bên dưới thì mình sẽ cố gắng giải đáp giúp mọi người. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo nhé. Bye bye.